làm dâu nhà anh đi. Cần gì em sai là anh đi, 1 phút 30 giây anh nhanh hơn cát tiki. Không mau lấy chai bạc liêu gạch ngắm mai đào, uống ly bạc xỉu hay bao hoa chứ anh không hề điêu. Ông có nợ anh để lại anh cho tài bạc triệu. Còn năm nay anh đây vẫn một mình, nếu em không phiền thì mình yêu thôi. Nhành hoa mai đang ra lấp cái sườn đồi, tết anh không thèm chỉ thèm mỗi em. Là vì em đó có dáng xuất sắc hơn mai đào, đi đứng thế nào lại lạc vào mắt anh. Kể từ hôm đó con tim chính thức không ai vào, chỉ khóa hàng rào để dành mỗi em thôi. Bông hoa xinh này anh hái dâng lên cha mẹ thôi, sang năm xuân về rồi tặng em cho đôi ta thành đôi. Năm nay điều gì cũng mới, nhưng mới nhất là em. Em ơi bằng lòng theo anh ta đi. Là vì em đó có dáng xuất sắc hơn mai đào, đi đứng thế nào lại lạc vào mắt anh. Kể từ hôm đó con tim chính thức không ai vào, chỉ khóa hàng rào để dành mỗi em thôi.